Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Hình ảnh quý anh chị và các bạn đang quan sát là ba chiếc Toyota Hilux đều là bản E. Hai chiếc màu đen và một chiếc màu cam. Chiếc ở gần Đức Trung nhất là chiếc có cái lắp thùng cuộn biển 29H40665 là chiếc xe sản xuất năm 2020. Đấy, và hai chiếc còn lại là 2021. Đối với cái địa hình cũng như là cái nhiên liệu nó không đồng nhất ở cái thị trường Việt Nam này thì Toyota Hilux này là một trong những cái dòng xe lý tưởng, nó giữ được cái độ bền, giữ được cái giá trị khi mà muốn đổi khác xe. Bên Đức Trung thì chuyên về các cái dòng xe bán tải đã qua sử dụng. Nếu quý anh chị các bạn quan tâm thì có thể đăng ký kênh để ủng hộ cho Đức Trung, đồng thời cũng cập nhật được tất cả các cái mẫu xe mà bên Đức Trung thường xuyên lên sóng để giới thiệu tới quý anh chị và các bạn. Đối với những con xe cũ thì cái việc mà thay đổi về cái lắp thùng hoặc là thanh thể thao thì bên Đức Trung cũng rất là sẵn lòng để hỗ trợ quý anh chị và các bạn. Cái chi phí để thay đổi thì nó cũng không nhiều. Ví dụ như là một cái lắp thùng cao mà đổi xuống cái lắp thùng thấp kia thì cái tiền công, cái tiền sơn và cái tiền chi phí để cho thợ, cho xưởng người ta làm ấy, nó cũng chỉ cộng thêm khoảng 2 triệu thôi. Để cái lắp thùng cao này thì nó chứa được nhiều hàng hóa nhưng mà nó lại xấu xe. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng mà mình có thể thay đổi để cho nó phù hợp. Ba cái mẫu Toyota Hilux này bên Đức Trung đều làm trả góp cho anh chị và các bạn, giá trị xe lên tới 70%. Còn bình thường vay khoảng 50% thì rất là đơn giản. Hỗ trợ hầu như toàn quốc, đặc biệt là cái khu vực mà thành phố với thị xã thì là rất dễ làm. Bởi vì là nó có cái ngân hàng mà cho vay về xe cũ. Thế còn đối với các cái tuyến huyện mà nó ở gần các cái trung tâm lớn và có ngân hàng TP và ngân hàng Liên Việt thì cũng đều làm được. Ngày nay thì xe ô tô nó cũng khá là phổ thông rồi, hầu như là nhà ai cũng có một chiếc, dù xấu dù đẹp thì nó cũng vừa là bảo vệ cái sức khỏe và nó cái tầm hoạt động nó sẽ rộng hơn. Còn chiếc Toyota Hilux 2020 bản E bên Đức Trung đang bán trên 600 triệu, giá mong muốn là 670 triệu. Thế còn 2021 thì màu đen hoặc màu cam thì đều là có cái giá mong muốn là 680 triệu. Giá trên thì bên Đức Trung sẽ bao rút hồ sơ. Thế và thiện chí thì vẫn còn thương lượng khi đến xem xe trực tiếp. Thế con này thì nó lên được khá nhiều cái đồ đẹp và hiện nay thì các cái cặp đèn này nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc đăng kiểm của mọi người. Đấy, nên là anh em khi mà đi đăng kiểm ấy, thì cũng không phải băn khoăn. Nó độ lên thì càng đẹp thôi. Đấy, cái thông số lốp này nó cũng là thông số lốp chuẩn đấy anh em nhé. Ví dụ như con này là 265R17. Thì đây, cái bộ vành bánh chuẩn của nó đây là cũng 265 trên 65R17, có vè che mưa rồi là có lắp thùng cuộn anh em nhé. Cái lắp thùng cuộn này nó rất là tiện khi mà anh em mà chở cái đồ cao ấy thì mình chỉ cần cho cái lắp cuộn này nó chạy vào sát bên kia ấy là mình có thể chở đồ cao mênh mông luôn. Xe đẹp không lỗi nhỏ. Sơn xi bóng bẩy. Đây nội thất ghế da trần lỉ nguyên bản. Cái dòng này thì nó có hai chế độ lái anh em nhé, chế độ tiết kiệm và chế độ phải nói là vượt tốc ấy, chế độ khỏe. Power mode, chế độ tiết kiệm là Eco mode. Có 7 túi khí, có ga tự động, có màn hình cam nổi. Nói chung là cái dòng này thì cái phần nội thất của nó không khác gì Fortuner, nó chỉ khác cái là Fortuner nó 7 chỗ.
zin từng con ốc, máy móc gầm bệ đẹp luôn. Xe, ba con xe này đẹp thực sự, bảo check hãng. Xe được trang bị phim chống ồn rồi. Đấy, sàn da, cái keo chỉ mọi thứ là zin đen, không lỗi nhỏ. Riêng về cái Hilux này thì nó là cái đối thủ nặng ký của dòng xe Ford. Đấy, xe Ford thì nó chỉ được cái là cái cảm giác lái của nó thích hơn. Thế nhưng mà nói về độ bền, nói về form dáng và nói về cái độ an toàn thì xe Ford chắc không, Ford XLS thì chắc không thể so sánh được với lại Hilux bản E. Ví dụ như là con này nó trang bị tới 7 túi khí anh em nhé. Đây, túi khí này. Cái túi khí nữa là 2 này. Túi khí là 3 này. Túi khí ở trên cột kia là 4 này. Hai cái túi khí đằng sau. Hai túi khí đằng sau. Đây, đây cũng có một túi khí này. Thế tương tự như bên kia để Đức Trung sẽ đi sang bên kia này. Trang bị tới 7 túi khí. Còn xe Ford XLS thì nó như Ford XLS kia. Đấy thì nó cũng có chỉ có 2 túi khí thôi. Đấy, túi khí. Đây có túi khí ở ghế anh em nhé. Đấy như vậy là trang bị tới 7 túi khí, đấy, có phanh ABS, rồi có điều hòa nóng lạnh hai chiều, đấy, màn hình Android rất là to, xe chạy mới có hơn 4.6210 mấy km đấy. Mọi thứ cam kết với anh em là keo chỉ, rồi là kính, rồi là gầm bệ là nguyên zin, không một lỗi nhỏ. Xe đẹp, bao check hãng. Để Đức Trung quay chi tiết cái khoang động cơ của chiếc Hilux 2020 bản E. Các anh em nhìn thấy cái bình nước phụ này. Rồi các cái chi tiết ở trong khoang động cơ này nó còn sáng trưng luôn. Cam kết là xe đẹp, không đâm va, không bổ máy và không ngập nước. Cái đấy thì cam kết trong hợp đồng mua bán cho anh em để anh em yên tâm. Đấy, riêng cái cặp đèn bi này cũng rất là xịn sò, rất là nhiều tiền đấy anh em nhé. Quay một chút vào cái phần gầm bệ, lốp láp thì đẹp cả dàn rồi. Đây lốp còn dày bịch, sắt xi. Lốp sơ cua. Đây có cam lùi, màn hình cam lùi đầy đủ anh em nhé. Đây bản E. Năm quả lốp mới như nhau. Đây số khung. Số khung rất nét luôn. Đức Trung xin nhắc lại giá mong muốn cho chiếc 2020 là 670 triệu, có thương lượng, có bao rút hồ sơ. Kế tiếp là sang chiếc màu cam. Chiếc màu cam này thì Đức Trung cũng đã lên sóng rồi. Tất cả mọi thứ là nguyên bản hết nha anh em nhé. Từ các cái cặp đèn này, mặt ca lăng, biển số này còn rất là vuông vắn luôn. Logo của Toyota.
xe chạy hơn 4 vạn, lốp theo xe còn rất mới, nên là răng đúc phanh đĩa. Anh em có thể nhìn thấy cái cùm phanh này nó còn sáng trưng màu mới. Cái đĩa này nó không có xước anh em nhé. Đĩa chảy nhiều thì kiểu gì nó sẽ bị chảy đĩa xước. Đấy, và cái đết lốp này 2021, tuần thứ 20 của năm 2021. 5 quả như nhau anh em nhé. Hilux màu cam này là một trong những màu đẹp nhất của dòng Hilux. Logo của Toyota, phanh tăng trống. Con này nó cũng trang bị phanh ABS 7 túi khí, lắp thùng thấp. Cái con này phải nói xe quá đẹp luôn, trang bị 4 cảm biến lùi, lốp sơ cua, ống xả còn sáng trưng. Con này còn bảo hành hãng nha anh em nhé. Cho nên là mua con này so với xe mới là anh em rẻ được tầm khoảng 300 triệu. Số khung còn rất là mới. Ba trăm triệu là cả một cái vấn đề. Anh em có thể dùng cái 300 triệu đấy xử lý được rất nhiều công việc luôn. Đây là màn hình nguyên bản, cũng trang bị 7 túi khí anh em nhé. Bên phụ này thì nó có 3 táp lô này, 1 đấy, trên cột này là 2 đấy, và ở phía sau này là 3. Túi khí rất là rõ nét luôn. Con này thì là trần lỉ, ghế lỉ nguyên bản đấy, ghế lỉ nguyên bản còn rất mới luôn. Có phim cách nhiệt hết rồi, phim chống ồn, vừa chống ồn vừa chống nhiệt. Thùng bệ hầu như là chưa chở một cái gì, lòng sơn zin. Khí đây anh em nhé. Đây có túi khí nữa này. Đấy, nó có chữ ABS này, là túi khí. Túi khí trên phím còi. Và túi khí ở trên cột A. Cái con này nó có luôn cái micro để anh em đàm thoại rảnh tay. Có ga tự động anh em này. Ga tự động, hai chế độ lái. Cái gương kính chỉnh điện, kính lái auto một chạm, khóa trên cánh này. Đây bình lực phụ. Zin từ con ốc. Capo keo chỉ, anh em có thể nhìn thấy cái miếng lỉ nó chưa hề bị võng, chưa hề có một cái vết. Theo thời gian là hơi dầu nó sẽ tăng cái độ ẩm trên cái miếng lỉ này, nguyên túi ni lông. Tem mát.
sâu xuống cái phần động cơ, không khác gì xe mới. Con này tính ra mới so mới mới là anh em mới chạy được một năm rưỡi đã bớt được 300 triệu. Còn vẫn bảo hành hãng thì anh em hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của xe, có cái vấn đề gì về hãng thì là người ta sẽ bảo hành nhà máy, hoặc là lỗi sản xuất, lỗi chế tạo thì người ta sẽ bảo hành cho mình. Thế và anh em không thích cái màu cam mà thích màu đen thì anh em có thể tham khảo sang cái mẫu này. Hai con thì nó y xì như nhau, y chang như nhau về các cái trang thiết bị thôi. Anh em có thể nhìn thấy là từ cái bố trí của cái mặt la răng này, đấy, la răng đúc có logo của Toyota, lốp láp còn rất là xịn sò, cầm bệ xanh đét. Lắp thùng này đổi sang thì cũng rất đơn giản thôi, chi phí cũng không đáng bao nhiêu cả, chỉ thêm 2 triệu là anh em có thể chuyển đổi từ cái lắp thùng thấp này sang cái lắp thùng cao này. Về cái mặt pháp lý thì có lắp thùng thì khi mà đi đăng kiểm thì nó phải có thôi, chứ còn mình có thể bỏ ra bên ngoài được. Sắp xi gập bệ của xe cực đẹp luôn. Xác định mà mua sử dụng lâu dài thì Hilux này nó vô cùng bền bỉ và vô cùng tiết kiệm. Nó cũng không mất nhiều cái công bảo dưỡng như là dòng xe Ford. Cái dòng xe Ford thì cái van tuần hoàn khí thải của nó anh em cứ chạy 4 vạn cây là anh em đã phải tháo ra để thay, để bảo dưỡng. Nhưng mà đối với Toyota này thì nó không cần phải chăm sóc cái van đó, hầu như là chả phải đụng đến bao giờ. Tất cả các cái hỗn hợp dầu và khí là nó đốt hết, không tạo ra muội. Thế và cái dòng xe Ford thì nó quá nhiều cảm biến, các cái cảm biến thì nó nhiều khi nó làm việc nó không đạt hiệu quả là nó hay báo lỗi. Nhưng mà đối với dòng Toyota Hilux này thì nó ít cảm biến hơn. Đấy. Nên là nó không cần phải chăm sóc nhiều. Đây anh em quan sát cái phần da máy này. Như là xe mới luôn, đều chạy hơn 4 vạn. Căn cứ vào cái lốp, căn cứ vào cái độ mòn của vô lăng củ số, cái độ mới của phần nội thất cũng như là các cái trang thiết bị trên xe, tất tần tật. Bên Đức Trung cam kết rằng là km chuẩn. Xe đẹp không lỗi. Zin được con ốc. Cột kèo keo chỉ cabo, các cái mã kính hay là từng cái đết lốp anh em nhé, là zin 100%. Các cái etiket bằng nhôm gắn ở cái khung xe. Hầu hết là những cái etiket của những cái dòng xe khác là nó làm nó rất là đơn sơ, nhưng mà riêng cái dòng xe Hilux này thì nó làm quá cẩn thận. Kể cả những cái xe này là nó có cũ mấy chục năm thì cái etiket của nó đặt cái số rất là rõ ràng. Tiêu hao nhiên liệu của những cái dòng này nó loanh quanh 7 lít trên 100 cây. Nếu mà anh em mà đi đường trường thì không đến, chỉ 6 lít rưỡi thôi. Tất cả các con xe này đăng kiểm thì còn rất là dài luôn. Hàng ten lắp nước cửa là mọi thứ là nguyên zin 100%. Những cái dòng xe bán tải này vừa phục vụ công việc vừa đi gia đình thì quá ok. Xét về độ an toàn và xét về kể cả cái mức tiêu hao nhiên liệu hay là về độ bền rất là phù hợp.
Đối với thị trường Việt Nam này, Toyota Hilux mãi mãi là những cái dòng xe mang lại cái giá trị cho người sử dụng. Vâng, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã quay chi tiết và giới thiệu tới anh em ba cái mẫu xe Toyota Hilux bản E trang bị số tự động một cầu máy dầu 2.4. Ngoài những cái mẫu xe này thì bên Đức Trung còn rất nhiều các cái mẫu xe Ford, ví dụ như là XLS này, 216, 217 có màu cam, màu xanh, màu đỏ đun và có cả màu vàng cát. Có tất cả các cái mẫu xe, cả ngoài check cũng còn màu đen, màu cam, màu trắng 3.2 đời 2016, 2017. Đấy, anh em quan tâm thì hãy đến với Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh để xem xe. Số điện thoại thì Đức Trung để trên góc màn hình để anh em tiện liên lạc. Và cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau.